Trời ơi, sao mày còn nói hai cái chữ đó? Tao nghe tao sợ gần chết mà. Trời ơi, tía ơi, nhưng mà bệnh của tía tới mức độ nào rồi? Giấy khám bệnh đâu? Kết quả khám bệnh đâu? Ủa, mà chồng con đâu? Không thấy. Non nước này mày chỉ nghĩ tới thằng chồng mày thôi hả? Mày không nghĩ tới cái người sanh ra mày hả? Tao sắp chết rồi nè. Rồi đây tao sẽ băng hà. Nè, đi vô đụng lấy giấy viết đi. Chuẩn bị tao viết di chúc. Trời, đâu có đến mức như vậy đâu ngoại. Con thấy ngoại còn khỏe mà. Ngoại, ngoại con nghĩ là ngoại mới cấp độ 1 thôi à. Chừng nào mà cấp độ 2, cấp độ 3 thì mình mới sợ. Còn cái này cấp của mình chạy chữa được á ngoại, không sao đâu. Thôi đừng có an ủi ngoại. Ngoại biết mà, trước khi mà bão táp nó tới, thường bầu trời quang đãng dữ lắm. Ngoại biết được cái cơ thể của ngoại, ngoại lắng nghe nó hàng đêm mà con. Nè, ngoại là hơi nhiều trong bụng, sót ruột. Tối ngủ ngoại đánh rống, chó rồi còn giật mình nó sủa mà. Trời ơi, ngoại sắp chết rồi con ơi. Thôi đi vô đồng lấy giấy viết tao viết gì chút mà. Trời ơi, tao còn có chút xíu thôi. Khổ lắm. Tía, chứ thiệt á, lớn tuổi rồi. Chạy, chạy cho cố vô còn dí này không kịp luôn. Phải công nhận tí khỏe thiệt. Mày không nghe ông bà người ta nói hả? Chạy trối chết á. Tao là như vậy đó. Ủa, ai làm cái gì mà trối chết hả tía? Mày là cái thằng bất hiếu. Ủa, ủa sao như chữ con bất hiếu? Mày bất hiếu lắm. Tao có viết di chúc lại, tao cũng không bao giờ tao cho mày cái gì đâu. Cũng mắc gì tao viết di chúc. Tao sắp chết rồi. Chết nào chết? Tao bị bệnh rồi. Bệnh gì? Bệnh ung thư. Trời ơi, mẹ tí chưa kịp nghe kết quả, bà chết bà nhé. Chạy ào 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 đi. Con ở lại nè, bác sĩ báo rồi, tía không bị gì hết. Tía còn sống rất dai. Mà đừng có chứa gạt tao. Ôi, thiệt tình tía luôn á. Cứ nghe bà chớp bà nhán làm cả nhà muốn rụng tim luôn vậy đó. Thôi mấy người đừng an ủi tôi sắp chết rồi. Nè tía, làm ơn nghe con nói nè, nói theo từ chuyên môn khoa học luôn cho tía yên tâm. Có nghĩa là do chế độ ăn của tía nhà mình, ăn một cách vô tội vạ. Bà đâu ăn đó, ăn không kiểm soát. Đặc biệt là hồi nãy tía nghe bác sĩ nói ăn cái gì mình chua. Đúng rồi. Ăn chua, tía ăn chua quá nhiều, ăn mỡ cũng quá nhiều. Ăn những chất đó vô tình nó tạo thành một cái chất gọi là acid trong. Đúng rồi. Nè, có học biết nè, tạo thành acid làm cho cơ thể tía, cái bụng tía nó quặn quặn lên đau, chứ không phải là như cái khối u chà bá. Tía nghĩ tía hiểu chưa? Trời ơi, ông nói nhiều quá à. Vậy kết quả khám bệnh đâu? Đưa cho mọi người coi đi. Đâu? Mày nói thì mày đưa kết quả tao coi coi. Ờ. Muốn làm như cái nhà này không ai tin tôi ngày sao á. Đưa đây. Tình á. Chết cha, nãy quên. Tía chạy nhanh quá, cái con dí theo tía. Chưa kịp ra lấy giấy kết quả luôn. Thôi, nhìn mặt mày tao biết rồi. Ha, con nói thiệt mà. Mày đang xí gạt tao. Mày thấy kết quả in cái chữ là ung thư chà bá rồi mày xé mày bỏ. Con làm gì đó làm gì tía? Mày giấu tao để mày muốn là tao sống để mà thanh thản vui tới cuối đời phải không? Trời ơi, con làm gì đó làm chi? Tao biết mà. Tía, nếu mà giờ tía không tin á thì tía đi khám lại đi. Có bệnh thì mình chữa chứ có làm sao đâu. Khám lại hả? Đúng rồi. Để rồi tao nghe lại hai cái tiếng ung thư lại một lần nữa hả? Tụi bay muốn cho tao sống yên ổn, mày giấu phải không? Mày mốt tao chết, tao miệng thiều thào tay bắt bướm, sắp lâm chung băng hà rồi tụi bay mới xì cái vụ này ra cho tao nghe phải không? Không có đâu tía. Tao không có đi khám cái gì hết trơn rồi. Bây giờ ước nguyện cuối cùng của tao chỉ ngắn gọn hai chữ. Không phải hai chữ, ba chữ. Viết di chúc. Tía, tía, tía phải ghi phần của con chứ. Mày muốn gì? Con chỉ muốn cái bộ cờ bằng ngọc thạch với lại bộ đồ vía của tía. Muốn cái gì con làm xui chứ con có cái ăn mặc. Mày bự co hơn tao sao mày mặc bộ đồ vía của tao được? Thôi thì tao xẻ tà. Xẻ tà hay xẻ lưng miễn sao mặc vừa được rồi. À, quan trọng tí cho hay không thôi. Vậy là mày muốn cách tăng cái áo của tao phải không? Cách gì xé nó là xé cách. Không bao giờ. Không cho mày cái gì hết. Biết tới đâu rồi. Ngoại, à, ngoại cho con xin miếng. Mày xin cái gì? Cho con xin miếng đất nha ngoại. Con làm show ca nhạc của con. Cho nó biểu diễn ca nhạc đi. Nó nổi tiếng.
Mai mốt hả? Mình mang danh là, dù sao cũng mang danh là ông ngoại của người nổi tiếng. Làm show gì? Hả? Mày đi hát không phải không? Phải không? Ngoại ngoại, sẵn á, ngoại cho con 756 tháng tiền ăn đi ngoại. Con nói gì cho tôi 756 tháng tiền ăn? Thì bây giờ con 17 tuổi, mà tới 80 tuổi con mới chết lận. Cho nên á là bây giờ tới đó còn 756 tháng tiền ăn. Ông nói vậy xin con xin chẳng 1.000 tháng luôn đi. Ví dụ như ba già cái con nuôi ba chứ làm sao trời? Không lẽ là tao già mày bỏ rơi tao luôn? Ừ. Thôi ngoài ngoài ngoài, không ấy ngoài sửa chỗ này lại giùm con là 1.000 tháng luôn đi cho nó chẳng. Đúng rồi, cho chẳng luôn. Chứ con gì già không ai nuôi con. Ừ, con đi buồn lắm. 1.000 tháng. 1.000 tháng. Vậy là tụi bay tính sống thọ hơn tao phải không? Phải không? Không phải sao tính gì hơn? Con tính sống thọ hơn ông ngoại phải không? Tao viết tới đâu rồi? Trời ơi, viết gì chút mà cứ hỏi cứ xin riết. Trời ơi, tụi bay không bao giờ bị nghĩ tới sức khỏe của tao. Bay không bao giờ bị lo bệnh hoạn của tao. Đứa thì xin đồ quần áo, đứa thì xin đất, đứa thì xin tiền. Ha? Nè, ăn cái giọng gì thì ăn đi. Muốn chia chác gì tài sản này chia. Tính ra tao không có giết gì chút gì hết á. Tao đi làm chuyện khác ý nghĩa hơn. Ngoại, ngoại, ngoại suy nghĩ lại đi ngoại. Tê. Ngoại, ngoại làm kiểu nha ngoại. 2, 3. 1, 2, 3. Đổi kiểu liên tục nha ngoại. 2, 3. Cười lên tê. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Ủa mày chụp 2... hình hay mày bắn đại liên hả? Trời ơi, tôi chụp cái gì mà đổi kiểu gì người ta chụp mà cắt cắt cắt. Ngoại, cái này là điện thoại đời mới, chụp phải bắt khoảnh khắc như vậy đó ngoại. Không ừ, thôi thôi. Nè. Đó. Trời đất ơi, chụp cái hình gì y như đồ ôm. Ông nội ơi, cái con này thiệt tình không có nhờ giả mày được con khỉ khô gì hết trơn trời. Chửi con ở ngoài vậy tía? Không lẽ tao không lẽ tao điện thoại. Ôi trời, cả một đống tiền đấy. Đây gì? Thôi, bỏ mấy cái đó đi. Tao kêu cha con mày chở tao ra tiệm chụp hình chụp cho nó đàng hoàng tử tế. Tụi bay tiết kiệm, mày sợ tốn tiền. Mày bưng cái ghế xè quạt này ra cho tao ngồi. Riết là tao không biết cha con mày sao. Mày chụp đi. Không tin, không tin đi, ba chụp đi. Chứ con chụp mà mặt ông ngoại miếu máu không mà con chụp sao đẹp được. Mày không có nghề thì mày nói lại đi. Chứ mày đừng nói đổ thừa. Tía đổ thừa, tía chửi con là sai rồi tía. Trời đất ơi là trời, chụp hình gọi là chụp hình đưa lên bàn thờ. Mà chụp mà phải có phông xanh, đằng này nó chụp gì đâu mà xanh rắn lụt không, mà tao không muốn xanh rắn lụt, tao muốn xanh nước biển. Bây giờ tía nghĩ cái bàn thờ là cứ hình phông xanh, hình phông xanh, hình thờ phông xanh. Đơn điệu lắm. Mỗi lần mà tía nhìn thấy phông xanh tía cảm thấy nhàm chán không? Trong khi tía vừa mở mắt ra tía thấy là cây kiển đồ cái. Tía thấy cuộc sống này tươi vui chưa? Chết là gì tươi vui? Chết cũng phải tươi vui chứ. Trời đất ơi, phông xanh. Dạ trời, màu thiên đàng hiểu không? Tía được lên đó luôn hả? Chứ sao? Có hỏi tía nè, người ta lại, người ta thắp ba cây nhang, người ta ngước lên bàn thờ, người ta nhìn tía với nụ cười thân thiện, cảm thấy yêu đời không? Vui không? Có hứng thắp nhang liền. Vừa lại cầm ba cái nhang lên, ngước mặt lên, thấy tía khóc chụp ống vậy, hỏi sao người ta không sợ, ta chạy. Xui sao? Đúng không? Trời, tôi thương nói chuyện với mày mệt quá. Thấy không? Chụp là để lại cái hình cho mọi người nhìn biết cái mặt người đó thôi. Chứ mày nói gì ý nghĩa tùm lum tà la hả? Trời ơi, là nói chung là tía phải cười chứ đừng có trách con của con. Coi nha, bây giờ nè, phải cười con mới chụp nha. Ừ. Rồi đứng xin vô, đứng vô. Ừ, qua đây rồi con. Qua đây con đứng đây nè. Rồi chụp. Đó, thấy không, hai gương mặt tươi như hoa. Ờ. Mặt chính giữa nè, như một cái bông bụp tươi lên. Ê, mày chụp ba người hả? Ba người. Ủa, hình thờ hết ba đứa hả? Ừ. Ủa, nó bậy, nó bạ không à. Chứ sao mày nào mày kêu chụp mỗi mình tao thôi. Thôi con tránh ra đi, để chụp cho để. Cha con mày thiệt á, không lẽ tao rút cái đầu dép lào tao cho con đứa một chiếc à. Rồi. Rồi, mặt nghiêm lên. Mày chụp ngay mặt tiền coi mày cứ né né hoài hả? Thấy mà thiệt, người ta chụp có cái góc của người ta thiệt sự luôn đó. Rồi. Nè, rất đơn điệu luôn. Tay đâu? Nè, thì để đây chứ. Trời ơi là trời làm ơn. Môi chu ra, cái môi chu ra thật là tiên coi, thật là duyên dáng một chút xíu coi. Rồi, hai. Có cười không, Phải, không, cái, chu cái môi ra. Rồi, hai, ba. Quá
đẹp luôn. Này đưa lên thờ một cái, hỏi ai lại khóc nhang mà trong lòng không thấy vui. Chưa? Ủa bà, mày cái hình này đâu có thờ được. Vậy hả? Cái hình này để sanh nhật chứ làm gì giảng sanh. Đúng là cái đồ ăn hại. Giờ giả cái gì cha con tụi bay cũng làm không xong hết á. Ủa Tía, sao Tía chửi tụi con vậy Tía? Những tao chửi mà tao còn quýnh nữa nè. Ê, cho nó con. Mày vừa mày cái gì ông xong vậy Tía? Tự nhiên Tía quýnh tôi quá trời kìa. Trời ơi Tía, sao Tía hiếp chồng con dữ vậy? Quýnh hả? Tao đưa con nhờ chụp hình có chút xíu thôi mà cũng làm Tía ghê. Ủa, chụp hình gì Tía? Chụp hình nếu muốn làm hỗn sự được không? Hình thờ Tía mày cười, Tía mặt Tía buồn quá. Ui, cái ông này đã biết là Tía không có bệnh gì hết còn hùa theo bài tròn chi vậy? Trời là trời, Tía muốn chết là sao tôi cản được. Ông im đi. Hùa nghĩ gì đó? Trời ơi Tía, con nói Tía nghe nè, Tía còn khỏe re à. Ở dưới đó hả, chưa có ai chịu đón tiếp Tía đâu. Đừng chụp hình nữa, bỏ đi, đi vô nhà đi. Mắc mệt quá. Thế ra mày cũng bên chồng mày luôn. À, bây giờ qua cái vụ việc này tôi mới biết nguyên cái hộ khẩu này không có ai theo phe tôi hết trơn rồi. Được rồi, mày nữa nha, thằng kia nha, nhỏ này nữa nha, nhớ nha. Mày mốt tôi mà có băng hà, mấy người đừng có khóc. Mấy người mà khóc hả, tôi ngồi vậy tôi quá phép sao. Nước mắt của mấy người thành ghèn hết. Trời ơi, chết mà chụp gì hết trơn rồi á. Khỏe mạnh à. Trời ơi, không ai vậy luôn á, chết mà tâm còn ác dữ vậy trời. Vô nhà phụ tôi làm công chuyện nè, lo chuyện bao đồng không. Đi vô. Nè, cà phê nè. Làm gì mà mặt buồn hiu gì cho nổi. Cự vậy. Nhìn kìa. Sao? Dậu nhập sơn. Nói sao? Gà về núi. Cái chiều chiều tối nó phải leo đó nó ngủ mà. Nhìn cảnh tượng đó tôi tưởng tượng nhiều thứ lắm. Tưởng tượng gì vậy? Cự. Tôi với ông biết nhau nay bao nhiêu năm rồi? Trời ơi, tôi với ông là bạn thân nhau lâu lắm rồi đó nha. Quen nhau từ lúc coi 15 tuổi. Không, 10 tuổi. Không, lúc đó mới có 4 năm tuổi thôi. Không, còn lâu lắm. Hình như là trong bầu thai á. Hai đứa còn trong bầu thai sao á. Kiếp trước. Ông vậy mà ông cũng không nhớ nữa. Quen từ lúc á. Nào. Mà gia đình tôi dọn về đây. Lúc đó tôi học lớp 1. Trời ơi, vậy là bao nhiêu năm trời rồi? Mấy chục năm rồi chứ đâu có ít đâu đúng không? Mấy chục năm rồi. Giờ nhờ ông chuyện. Chuyện nhỏ, nhờ đi. Coi cái nào đẹp chắc. Mọt ít ăn, mối ít ăn, mà rẻ, chỉ tôi để tôi chọn cái kỷ niệm. Kiểu như định mua bàn ghế giường tủ gì phải không? Trời ơi, chuyên gia thẩm mỹ. Kinh nghiệm đầy mình. Ông giỡn mặt không vậy ông nội? Giỡn gì? Tự nhiên ông đưa ra một đống quan tài, các mẫu quan tài kêu tôi chọn là sao? Ông định trù ẻo tôi chết hả? Tôi không có trù. Sao vậy? Chọn cho tôi. Cái gì? Để hôm mốt tôi có đi tôi cũng nhìn thấy cái mà mình sẽ nằm vô trong đó. Là sao tôi chưa hiểu? Chuyện gì vậy? Rốt cuộc là chuyện gì? Tôi sắp về núi rồi. Là bệnh hả? Bệnh. Là sắp chết hả? Đúng. Mà bệnh gì? Nặng lắm. Tôi nhìn ông Mười là tôi thấy tôi không qua khỏi con trăng này rồi. Người đất ơi, gì thế ghê vậy cha nội? Thôi bạn bè gặp ông thì chắc xin ông một ân huệ. Ân huệ gì? Đánh với ông một ván cờ cuối cùng. Để mốt tôi xuống dưới tôi còn có khoe thành tích. Tôi còn đánh cờ với ông. Gặp con trai ông thì tôi còn phải trả ơn nữa chứ. Lấy bàn cờ ra đi. Quánh một ván cờ cuối cùng hả? Ừ. Ông muốn ăn tôi hả? Để cho xuống dưới ông mãn nguyện hả? Thôi thôi thôi. Quánh cờ cái gì? Ông quýnh tôi bảo đảm ông sẽ quýnh thua tôi. Mà tâm trí của ông rối beng làm sao mà ông thắng tôi được. Lạng quạng thua tôi nữa. Ông đi sớm nữa. Ông tức quá ông đi sớm nữa. Thôi không có quánh đâu. Sao ông thách lối tự cao quá vậy? Ông nghĩ ông là một tay chơi cờ nổi tiếng xuất chúng ở cái xóm này à? Ông chỉ là cái gò đất thôi. Còn ngoài kia còn có núi. Thấy không? Ông đừng có làm phách. Ông đánh thì thôi. Ông sắp chết rồi, ước nguyện có chút xíu vậy.
nhờ bản thân chơi từ cái thời mà nói khố tới bây giờ mà ông cũng không có giải quyết, không có ủng hộ tôi. Nè, mốt tôi có chết, đừng có thắp nhang tôi, không có nhận đâu. Trời đất ơi, sắp chết tới nơi mà cũng còn sân si dữ vậy. Cà phê này tôi coi như tôi không uống, trả lời ông, tôi như tôi cúng ngược lại ông đó. Trời đất ơi, cũng ráng dằn cái chửi cho mình trước khi đi. Thiệt cái ông này. Ai đây? Ôi trời, ông kiệt. Gì đó con? Trời ơi, ông mới đây nè, ông mới đi về đó. Mà nè, sao mà thấy ông thiểu não mà thấy tuyệt vọng quá vậy? Hình như là ông đang bị bệnh nặng hay sao đó. Ông tới ông đây ông trăn trối với tôi nè. Đó, rồi xong cái nó ông bắt chú phải đi kiếm cái quan tài đẹp đẹp cho ông để ông chết cho nó sướng nè. Đi khám bác sĩ mà chưa nghe bác sĩ nói kết quả xong đã bỏ về rồi. Và cuối cùng ổng không có bệnh gì hết. Trời đất ơi, cha nội này đúng là tào lao ghê, làm lo muốn chết à. Thôi được rồi, mà giờ sao? Bây giờ là con phải coi như là làm sao mà động viên ba con này đi khám bệnh đi chứ, để cho bác sĩ họ dặn dò rồi họ nói kết quả để cho ổng yên tâm. Chúng tôi là ổng rầu rĩ gì ổng chết sớm á. Bà ơi, bà bỏ tôi đi nay cũng lâu rồi. Chiều này tôi dọn dẹp lại cái bàn thờ. Tôi sửa lại cái hình của bà ngay ngắn. Chắc rồi đây tôi cũng sẽ xuống gặp bà. Không có bà chắc tôi đi lạc mất. Con cháu nhà này bây giờ nó không có suy nghĩ, nó không có đối ngoài tới những cái ước mơ của tôi, bà ơi. Tía! Trời đất ơi, tía làm cái gì vậy tía? Tía ơi, má đang ở dưới rất là yên ổn, tía suốt ngày cứ kêu tên má vậy, tối nay má lên má lôi dò tía xuống luôn đó. Bà ước điều đó đó. Trời ơi, ước điều đó nữa, sao giỡn hoài vậy tía? Con nói tía không có bị cái gì đâu. Trời ơi là trời. Coi kìa, giờ tự nhiên nói chuyện má giống như là chăn chối vậy. Rồi dọn bàn thờ, rồi lên ở chung bàn thờ với má nữa. Trời ơi là trời. Ôi thôi, ông đừng cà rỡn nữa, tập trung chuyên môn nè. Tía, sẵn bữa nay á đông đủ cả nhà ở đây rồi, con muốn họp gia đình. Đúng. Họp? Dạ. Tụi bay mà coi ai ra gì mà họp với hành. Ủa tía nói vậy là sao tía? Tụi bay xem thường bệnh hoạn cả cái chết của tao nữa mà. Thôi ngoại đừng có nói xui xẻo vậy, bác sĩ nói ngoại không sao mà. Thôi bây giờ nè, bác sĩ nói rồi mà tía vẫn không tin đúng không? Thôi đúng theo kế hoạch cứ như vậy mình triển khai đi. Bây giờ vậy nè, tía đừng có mở miệng ra mà than thở mình bệnh này bệnh nọ nữa. Bây giờ á bắt buộc là tía phải đi khám, coi mình có bệnh gì thì mình điều trị. Đúng. Tía không có đi khám. Mỗi lần khám là tốn tiền, tốn bạc. Mà tía biết tía bệnh gì rồi mà khám làm chi? Cứ để tiền đó, mốt tía có băng hà thì con cháu nó có nó xài. Ôi tía. Ủa tía nói gì kỳ tía, thật sự luôn á, bữa đó bác sĩ chưa kịp thông báo, tía xách dép tía chạy về một cái ào. Tự tía là suy nghĩ tía bệnh vậy thôi. Bây giờ tía nhất quyết không đi khám đúng không? Không. Thôi được rồi. Bây giờ con ra quy định như vậy. Nếu như tía đi khám bệnh, tía nói cái gì con cũng nghe hết. Tía kêu con bỏ cái gì con bỏ cái đó. Đừng kêu bỏ vợ được rồi. Còn con thì sẽ hứa với tía là mai mốt con không có cằn nhằn tía nữa, cho dù tía có làm sai bất cứ chuyện gì. Còn con hứa con sẽ học giỏi hơn. Hứa gì Đức? Tía con rồi đó. Ở ngoài đi khám đi. Nếu mà ngoại có bệnh á thì con sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngoại. Con cưới Hằng. Đó, tía nghe chưa tía? Thôi được rồi, kiệt. Mai đổ xăng lao sạch cái nón bảo hiểm rồi chở tía đi khám bệnh. Dạ. Yeah. Khoan. Gì nữa? Nói là phải giữ lời nghe. Chứ không thì ông ngoại.
vậy mới được kìa.